những cái hay là một bộ phim được biểu diễn lớn từ cả một nhân vật. Ngày 4 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân. Gia đình tôi có một đứa em gái và chúng ta có những sản phẩm tôi rất chặt chẽ, không thể nhắc nhở, nó sẽ có mặt ở đây luôn đấy. Và không thể nhắc nhở, mà đây là xâm phạm đời tư. Anh có thể yêu cầu lệnh cấm tiếp cận được không? Vâng, tôi thấy đâu cần phải vậy đâu, con trai. Sau và mạnh mẽ hơn đi tìm. Bà con muốn đi đâu thì